phòng ngự của Chariba và họ đã phải trả giá. Không ai kèm cờ trắng, người đã di chuyển vượt qua ngay trước mặt khu vực cấm địa. Và với một cú đánh cấp của cờ trắng thì sự phát biểu bóng trò của anh tổ trưởng rời sân. Người đã thay thế cho anh là Trần Vũ Sơn. Đội trưởng đã đứng dậy được rồi. Vừa rồi là lần thứ hai kể từ khi có Sơn trong đội trưởng. Và các bạn thứ hai của đội trưởng. Cô lôi phản công, 2-1, 3-1, làm gì đây? Quay, quá phê trong cường trắng. Sau khi phối hợp trước bóng thì cường trắng hai đội khác các bạn lên để tạo thế 3-1. Và khi mà cường trắng đứng ở ngay trước cầu môn chẳng ai kèm, chẳng ai ở trong môn thì quá dễ cho cầu thủ này nâng tỷ số lên 4-2. Và với kết quả này thì chắc chắn ta có thể tính chắc chắn với thời gian còn quá ít như thế này, LC sẽ có được 3 điểm, 3 điểm ở lượt đấu thứ hai và 3 điểm đầu tiên của họ ở giải đấu năm nay. Hết giờ. Bàn thắng vừa rồi của cầu trắng cũng đã khép lại một trận đấu cực kỳ hay. Chủ bị hơi giật mình, Đăng Khánh đã lùi về và can thiệp rất nhanh vào tình huống băng lên vừa rồi của Tùng Thổ. Đồng Xuân Tâm đã thi sơn Miyabe tung thổ rất nhanh, một pha lùi về một quả bóng của Đăng Khánh. Vừa rồi đó là pha băng lên của Trung Nghệ và Trung Nghệ cũng đã bị áp sát rất nhanh. Cầu thủ áo số 37 đúng với biển số của địa phương mình. Có thể nói Andy Cobb thời gian gần đây đã Đăng Khánh. Như vậy đã có bàn thắng dành cho Đăng Khánh. Một pha bóng sai lầm đến từ hàng phòng ngự của cầu thủ bên phía MV Corp. Và ngay lập tức Đăng Khánh là người đã trừng phạt pha bóng sai lầm này.
một pha chuyền bóng vào giữa của thủ môn bên phía đội bóng MVCOP. Trong tiếng vừa rồi thì rõ ràng Khánh Duy đã có một pha chuyền bóng có phần hơi chủ quan, và ngay lập tức các cầu thủ của đội bóng MVCOP đã phải trả giá. Đó là giải thưởng thì sẽ Đào Từ Sơn, và thể chấp của trung vệ Đào Từ Sơn rất quyết liệt. Trận đấu đang diễn ra với những tình huống bóng có thể nói là rất máu lửa. Tung thổ và càng ngang không thành công của tung thổ. Rồi câu chuyện về nhiệt độ sân cũng là một điều khá thú vị, và tôi tin chắc là bây giờ nó phải lên đến tầm 40 mấy độ, không phải là 39-40 độ. Đăng Khánh, Đăng Khánh lướt đi rất nhanh đối mặt, chính xác. Đăng Khánh đã thi đấu quay. Tiếng vừa rồi thì Trung Nghệ đã bị bỏ lại và một pha phán đoán tình huống và cướp bóng tuyệt vời của Đăng Khánh. Một tình huống bứt đi và cho dứt điểm tuyệt vời. 3-0. Quả đá phạt được dành cho các thủ MV, và ngày hôm nay thì đội tuyển cũng đã rất biết cách để tận dụng những sai lầm bên phía đối phương. Và pha bóng của Đăng Khánh thì rõ ràng cùng Milan lóc lác một pha xử lý rất cường bò. Vâng, có thể nói ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ bên phía một pha chuyền dài của Đăng Khánh, Trung Nghị. Ngày hôm nay cả Trung Nghị cùng với Đăng Khánh đều đang thi đấu với một có vẻ như tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng LC. Thủ nào thi đấu tốt nhất ở trong hiệp đấu đầu tiên theo như nhận định của mọi người, có lẽ đội hình của Tuấn Sơn thì đang đưa ra ở trong trận đấu này đối với các thủ MVCOP. Trường Bò phải được chấp giữa Trường Bò và Đăng Khánh. Một thủ bóng vào giữa dứt điểm không thành công của Trường Bò. Khác biệt thì theo như những gì mà bên phía ban đội bóng cũng như bản chức cung cấp, đó là đây là giải đấu dành cho được tổ chức bởi cả 8 đội bóng, và các đội bóng này cũng sẽ là những cổ đông và những thành viên chính thức trong việc đóng góp các ý kiến và như các công việc về tài chính. Một quả đá biên, những bạn đá phạt góc khắc nghiệt như ngày hôm nay rõ ràng đang khiến cho các cầu thủ, chứ các bạn là cho các cổ động viên cảm thấy không được thoải mái một chút nào. Đăng Khánh, Công Đức, chủ nghĩ vẫn áp sát rất nhanh và không thể có được những tình huống tranh chấp tốt. Người Đào Thiều sẽ là người đưa sân và Đăng Khánh người rời sân. Cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở trong like và share nhịp đập iFuỷ và iFuỷ TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.